Em à, con gái nó khóc ở trên lầu. Mới sáng sớm em đã la nó làm sao? Không la sao được. Cái tánh nó thẳng như vậy, mai mốt nó ra đời nó khổ lắm đó. Phải nói cho nó biết chứ. Không lẽ em đi dạy con sống giả dối? Không có phải. Nhưng mà em chỉ nói cho nó biết chuyện nào cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. Đâu cần thiết phải nói ra hết như vậy. Ba biểu con có chuyện gì nói hết cho cô giáo. Con nói xong mày lại nói con là đồ ngốc. Con gái, ra đây. Hai cha con mình cùng tranh luận với mẹ, có phần thắng thuộc về ai? Con không thèm nói chuyện với ba mẹ nữa đâu. Con à, bữa nay bà có bị sao không bà? Làm sao là làm sao? Mày còn muốn tao làm sao nữa? Tao vô phước nên mới vậy đó. Thôi mẹ ăn cơm đi, nó lo lắng cho mẹ mà mẹ lại la nó. Khỏi, tôi không cần ai lo cho tôi hết á. Tôi có là gì đâu mà lo lắng làm gì. Chết cho rồi. Thank you.
Vậy thì con xin nói thẳng, con đang phải chịu được những chuyện này đó. Con không có yêu anh Hùng, và con càng không muốn lấy anh Hùng. Con chỉ muốn làm cho cô ba vui lòng thôi. Alo. Anh Hùng hả? Em Đỗ Quyên đây. Em sao rồi? Anh Hùng gọi điện thoại cho em ạ. Anh có giận em không? Giận chuyện gì? Thì chuyện hôm qua em nói thật lòng với anh và cô ba đó. Em nghĩ lẽ ra em không nên nói thật hết mọi chuyện như vậy. Em đúng là con ngốc anh à? Không, anh không có giận em. Anh chỉ lo là không biết giúp em bằng cách nào đây nè. Em muốn nói với anh về chuyện đó. Ok, vậy mình gặp nhau quán cà phê nha. Dạ, em ra trước chờ anh nha. Tôi đây nè, tôi chờ cô cả tiếng đồng hồ rồi đó. Anh chờ tôi làm gì? Thì cô hẹn tôi ở đây mà, tôi là Thành nè. Thành nào? Thì Thành luật sư chứ Thành nào. Tôi đâu có hẹn ai luật sư ở đây đâu. Ủa, vậy cô là... Nè ơi, em ra đây nè. Ờ, chờ Na một chút. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng cô là cô Bim nhà báo. Đồ khùng. Tự nhiên nó mình là khùng. Anh, đọc bài báo này đi. Một cô gái trẻ tự nguyện bỏ tiền xây trạm y tế cho buôn suối sâu. Bây giờ em tính làm sao? Em không biết tính sao nữa. Nghĩ hoài mà không ra cách gì hết. Đâu thể dừng dự án này được đâu. Không phải là vì bài viết này, nhưng mà cái chính á, là em đã hứa với bà con ở trên đó rồi. Nếu như mà bây giờ mình không làm á, thì mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa anh. Vậy thì em trốn kỹ đi, đừng có lên đó gặp lại bà con dân tộc ở đó là được rồi, phải không? Anh nói giỡn thôi, làm gì mà em buồn dữ vậy? Em tưởng là anh nói thiệt, em nghĩ chơi với anh luôn. Anh đang nghĩ là anh phải dùng kế không hay lắm á. Kế gì? Hồi nhỏ em còn nhớ là anh kể cho em nghe 72 diệu kế của Khổng Minh đúng không? Ừ. Vậy em còn nhớ cái gì trong 72 kế đó không? Kế thực mà hư, hư mà thực. Bị phá hỏng rồi còn gì. Thì thua kèo này mình bài kèo khác thôi. Kèo này á, anh định về chôm giấy tờ nhà, đưa cho em đi cầm ngân hàng được không? Thôi anh, không được đâu. Em không thích như vậy. Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác đâu. Với lại tuần sau là anh đi rồi. Hả? Ủa, tuần sau anh đi rồi hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà em quên khuấy đi mất. Mà, ủa anh? Anh làm xong luận án rồi mà. Anh cũng vẫn phải trở qua bên đó hả? Ừ. Tuần sau là anh đi rồi. Anh. Ừ? Đã vậy á, bây giờ về nhà đi. Nhà nào? Nhà cô ba đó. Em muốn gặp cô ba để nói chuyện này một lần nữa. Đi anh.
Ông bà nói có đức mặc sức ăn, cô thấy không? Con trúc đào nó vừa hiền lành lại vừa tốt bụng, cho nên lúc nào cũng gặp may mắn hết. Vậy là cậu Nam không có bỏ cô trúc đào nữa phải không? Bỏ sao được mà bỏ. Nó mà bỏ con trúc đào giống như người ta quăng đi cục kim cương bự bằng cái núi vậy đó. Nè, dọn nhanh lên đi, chắc là tụi nó về đó. Dạ. Hai người tới rồi đó hả? Dạ. Vô nhà đi. Cháu chào cô. Chị khỏe không? Tôi khỏe, nhưng mà không biết sao vợ chồng nó về này chưa về nữa. Ủa, vợ chồng trúc đào chưa về hả cô? Ừ. Chắc là kẹt xe rồi. Không, hai đứa nó qua bên bà nội cô Bo, chắc là về liền bây giờ mà. Thôi vô nhà đi. Dạ. Alo. Sáng mai em sẽ đi cùng với cô Bim nhà báo, anh yên tâm. Tại sao chiều nay cậu không chạy lên xuống sau? Trời đất, chỗ đó xa lắm anh à. Tới tận biên giới Campuchia lận. Với lại cô Bim chiều nay bận họp, cậu hứa với em là sáng mai sẽ thu xếp đưa em đi. Thôi được, có tin tức gì báo lại cho anh nghe. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh thấy chưa, cuối cùng em là người túm được cô nàng đổng đảnh một cách ngoạn mục, anh thấy chưa? Chưa câu được cá đã mơ chuyện nấu canh chua, cậu cái chuyên môn như vậy. Lần này là chắc như bắp rồi anh. Dạ. Anh Thành. Ừ? Chú Bằng nói ngày mai để chú cho tài xế của chú chở anh và chị Bim vào suối sâu. Chú vui lắm. Còn em có vui không? Dạ có chứ. Anh thì vừa vui vừa buồn. Tại sao vậy? Vì sự đời nó vậy. Cứ được cái này thì ý như rằng nó mất cái khác. Mất cái gì? Anh không muốn sai đâu Phượng. Giả sử như anh xin được cho Phượng vì làm việc ở bệnh viện lớn ở Sài Gòn thì Phượng về Sài Gòn cùng anh chứ. Thưa cô ba, con mới tới. Em đừng có ngại, em cứ nói thẳng với mẹ anh kế hoạch của em. Ừ. Sao? Nộp hồ sơ kiện tụng ra tòa rồi chứ gì? Giờ tới gặp tôi có chuyện gì nữa đây? Dạ, Con muốn xin lỗi cô ba. Con đã làm phiền lòng cô ba nhiều. Lỗi? Không cần phải khách sáo làm gì, nói thẳng ra đi. Ừ, con muốn nói với cô là chuyện đám cưới của con với lại anh Hùng, con... Mẹ à, tuần sau con về Mỹ rồi. Con muốn trước khi con đi, mẹ hãy với con một lần mà giúp đủ Quyên được không? Mẹ dì con cả đời rồi đó, con biết không? Vậy thì bây giờ mẹ giúp con thêm một lần nữa được không? Trời đất, cái gì nữa đây?
Con có biết là mẹ đang gì con không? Mẹ, báo tỉnh đã đăng tin về dự án xây trạm y tế của Đỗ Quyên rồi. Theo con á, mẹ nên mua lại căn nhà của cậu hai, trả cho Đỗ Quyên một nửa cũng được mà mẹ. Ý này là của cô phải không? Dạ không phải. Cô thật là đáo để đó. Cô ba, thật sự con đến đây vì con muốn nói với cô ba một chuyện. Con đồng ý làm vợ của anh Hùng. Hả? Em muốn gì không anh? Lấy con chim xuống. Lấy đi em. Cảm ơn anh. Chắc chắn là cái nhà này rồi bà ơi. Thì em coi cho kỹ đi. Đi tới đi lui 3-4 lần lạc miết à. Mệt muốn chết luôn à. Thì tôi đã nói để tôi điện thoại cho tôi nó ra ga mà đón. Bà cứ không chịu. Rồi bây giờ bà than thở gì nữa? Bấm chuông đi ông. Ông nói lảm nhảm hoài. Chạy xe cứu gì vậy? Ủa, hai bác mới tới hả? Ủa, Kiều Giang hả con? Con dạ. Đi làm mới về hả? Dạ, chào hai bác. Chào, còn ai đây? Dạ, đây là anh Thế Phong, bạn của con. Tụi con mới đi ăn cơm về. Rồi tụi nó không có đi với con hả? Dạ không, con đi từ công ty lúc chiều. Chắc là dân dạnh Khôi đã về rồi đó. Hai bác có bấm chuông chưa? Chưa, bác định bấm chuông. Vậy thôi để con mở cửa. Dạ mời hai bác. Cảm ơn anh nha. Ngày mai có tin tức của Đỗ Quyên thì anh điện thoại cho tôi nha. Chắc chắn rồi. Có gì ngày mai tôi sẽ điện thoại cho cô. Tôi về trước nha. Dạ chào hai bác cháu về. Cậu vô nhà chơi đã. Chờ đợi lúc khác thưa bác. Để xin phép bác. Thôi vô con. Dạ.
Anh Khôi, coi tên Di kiểu gì kỳ vậy? Dậy đi. Hả? Ủa, con Dân đâu rồi? Trời đất, ba mẹ vô bằng cái gì mà không nói trước để con đi đón? Ngu gì mà báo trước. Lần nào báo trước á thì anh cũng bận công chuyện, có cho vợ chồng tôi vô đâu. Dạ thưa, con mời hai bác ngồi đi ạ. Hai bác mới tới à? Hai bác đi xe lửa hả? Có mệt lắm không? Đây con xách đồ giùm cho. Xin phép hai bác, con đi lên lầu để dọn phòng cho hai bác nghỉ nha. Con lên đi. Kỳ này chắc hai bác vô đây ở hơi lâu á. Dạ. Ủa, để làm gì vậy ba má? Để chuẩn bị đám cưới. Cưới ai? Ủa, cái thằng này không lẽ cưới tao? Dạ, con mời hai bác uống nước. Cảm ơn con. Vô nói chuyện với Giang được không? Nhưng vô đi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nói Giang nghe coi. Giang à. Giang có yêu thương anh Khôi không? Có chứ. Lúc nào Giang cũng yêu quý anh Khôi như là anh trai của mình. Vậy Giang có thể giúp Dân xuống nói chuyện với ba mẹ của anh Khôi được không? Ba mẹ ảnh đang cần một câu trả lời dứt khoát của Giang để anh Khôi biết đường tính. Việc cứu sinh của Dân và anh Khôi cứ tính đi, có liên quan gì tới Giang chứ? Tại vì anh nói là anh hỏi đi này, nếu thấy không tiện thì mình trả lời anh nha. Anh hỏi đi. Tuấn không ủng hộ em về chuyện làm đám cưới giả đúng không? Không phải như vậy. Cái chính là Tuấn không cho em bán căn nhà này để lấy tiền xây trạm xá cho số sau. Em phải hiểu cho Tuấn. Tuấn lo cho tương lai của em theo cách của Tuấn. Từ nhỏ Tuấn sống chung với mẹ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Thôi, anh đừng nói nữa. Chúng ta đã hứa với nhau là không nói về chuyện này nữa mà. Anh đi về đi, cũng trễ rồi đó. Anh ngủ lại đây với em nha. Vậy anh ngủ đây nha, em đi tắm đây. Dạ,
Dân nói hai bác muốn gặp con. Có chuyện gì không ạ? Con ngồi xuống đó đi. Dạ. Anh có nói với ba má anh là anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi. Sao anh nói gì kỳ vậy? Cháu à, gia đình con Dân á với gia đình bác đây á đã đi lại với nhau hơn 10 năm rồi. Hai bác đây á coi con Dân á như là con dâu trong nhà rồi. Đạo làm người không ai đi trả ơn người cưu mang mình như vậy đâu con à. Ba, Kiều Giang có làm gì đâu mà ba nói như vậy? Ba mặc một lời. Kiều Giang, con nói nghe coi, con có thương thằng Khôi nhà bác hay không? Dạ, con chỉ coi anh Khôi như là người anh của mình thôi. Con mang ơn Dân và anh Khôi hết kiếp này mà bác. Mày nghe thủng lỗ tai mày chưa hả Khôi? Anh Khôi, sao anh cứ làm khó ba mẹ hoài vậy? Em đã nói với anh rồi, em sẽ không bao giờ là gì của anh được cả, ngoài cái tình nghĩa như là anh em ruột thịt. Anh tổ chức đám cưới liền đi cho hai bác được vui. Dạ, hai bác cứ tổ chức đám cưới cho anh Khôi trong tuần này đi. Tội nghiệp, Dân cũng đã chờ đợi lâu lắm rồi ạ. Còn bây giờ con xin phép hai bác, con có hẹn với bạn trai của con, cái anh chàng Thế Phong mà hồi nãy hai bác gặp ở phía ngoài đó ạ. Vậy hả con? Thấy cũng được đó. Vậy con đi đi. Dạ. Ừ. Con xin phép hai bác nè. Ừ. Anh có thể ngừng làm việc một chút để nói chuyện với em được không? Ngày mai á, anh phải trả đống hồ sơ này cho tòa án rồi, không còn cách nào khác. Thôi, em về nhà nghỉ đi. Có chuyện gì thì tối mai mình sẽ nói chuyện. Vụ án đi tìm người thất lạc còn chưa kết thúc nữa, mà anh đã nhận vụ án mới rồi hả? Bà sếp của anh á, đúng là bóc lột anh quá đáng mà. Alo, tôi Thế Phong nghe đây. Anh đang làm gì đó? Tôi đang làm việc. Chắc chắn là cô gọi tôi là phải có sự kiện gì quan trọng lắm phải không? Anh có muốn uống rượu không? Tôi đang ngồi uống rượu một mình. Anh có thể uống với tôi một ly được không? Thật ra thì tôi đang có khả năng tối nay phải thức trắng đêm để đọc hồ sơ một vụ án mới. Vậy thì thôi. Bye bye anh. Kiều Giang hả? Anh muốn gọi lại cho cô ta hả? Thôi, em về nhà nghỉ đi. Anh phải làm việc của anh nữa. Không, em không về. Tối nay á, em ở lại đây ngủ với anh. Không được. Tối nay anh phải làm việc suốt đêm. Thôi, em về nhà nghỉ đi. Vậy anh cứ làm việc đi. Em đi vô phòng ngủ, không làm phiền tới anh nữa. Cho thêm một chai em ơi. Dạ.
mời chị. Anh Phong, đây là tập hồ sơ cả đêm của anh đó hả? Anh là đồ phản bội, anh là đồ lừa dối. Anh nói đi, anh có còn yêu em nữa không? Anh nói đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Em đi ngủ đi. Có gì sáng mai mình sẽ nói chuyện. Không, anh đừng đi. Anh đừng đi. Anh đừng bỏ em ở nhà một mình. Anh đừng đi. Nè em ơi. Dạ. Em có gia đình chưa? Dạ cảm ơn chị, em có gia đình rồi và có hai đứa con rồi ạ. Hai đứa con gái. Một gia đình hạnh phúc, đúng không? À, em có hạnh phúc không? Dạ có. Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Một gia đình hạnh phúc, như thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc là không cảm thấy cô đơn. Một gia đình hạnh phúc là sống trong một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và chia sẻ. Dạ anh dùng gì ạ? Cho ly coi nhắc. Dạ. Tôi không có nghĩ là anh sẽ đến đây giờ này. Cho chị một ly cô nhắc em. Dạ. Dạ. Đừng bao giờ đứng hỏng chân khỏi mặt đất. Người mạnh nhất là người luôn chính là mình. Xin nói trước, tôi mời người đến đây để hầu rượu, chứ không phải mời thầy giáo đến đây để dạy người khác sống ha. Dạ cô anh đây. Cảm ơn. Xin lỗi cô, cho tôi xin được hầu rượu. Nào. Vô.
Thật ra thì em chưa gặp cô Đỗ Quyên này lần nào hết á. Nhưng mà tới buôn này ai cũng kể về cổ hết á anh. Người ta hả, miêu tả cổ đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Ừ. Vậy mà cô Dí cứ như là từng ăn chung, ngủ chung với nhân vật không bạn? Trời ơi, anh không biết. Làm báo bây giờ chủ yếu phỏng vấn qua điện thoại anh ơi. Vậy mà còn chạy show không kịp bài nữa. Thử hỏi, anh lặn lội cả trăm cây số đường rừng như vậy, đi về mất 2 ngày, về thức đêm viết một bài báo được vài trăm ngàn, giá cả đắt đỏ, lấy gì mua gạo nuôi chồng con? Vậy sao cô không kiếm một cái tòa soạn báo nào lớn ở Sài Gòn? Trời anh ơi, đâu phải phải ai cũng xin được về thành phố lớn đâu anh. Em cũng muốn lắm chứ. Bởi vậy mà nghe người ta đồn về cô Đỗ Quyên này mà em không có tin. Mà cô không tin là không tin chuyện gì? Em không tin là bỗng dưng có một cô gái trẻ bỏ tiền túi để xây trạm xá cho bà con buôn làng ED này mà không đòi hỏi lại bất cứ một cái thứ gì. Em nghĩ cô này rơi vào 2 trường hợp. Hoặc thần kinh bị tưng, có vấn đề. Hoặc là con nhà giàu có, thừa tiền, không biết để làm gì cho hết. Thì theo cô, sau khi điều tra về vấn đề này thì cô khẳng định cô này thuộc loại nào? Trời, em đã gặp trực tiếp cổ đâu anh. Thành ra em cũng háo hức để gặp cổ lắm chứ. Để xác định coi cổ thuộc loại người nào. Vậy cái cô Đỗ Quyên mạnh cần tìm là sao? Vô đi anh, không biết có gặp được ai không nữa, đi. Dạ, em chào anh ạ. Chào cô chú. Cô chú tìm ai ạ? Dạ, anh vui lòng cho em gặp anh Iris, chủ tịch xã ạ. Anh đi rẫy rồi, có gì không? Vậy anh cho em gặp cái cô Đỗ Quyên mà đi làm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở đây. Đang chuẩn bị xây trạm y tế ở xã đó anh. À, cô bác sĩ đó hả? Dạ. Cô về thành phố rồi. Vậy khi nào cô trở lên hả anh? Không biết nữa. Rằng thì là anh có số điện thoại hay địa chỉ gì để liên lạc với cô ấy ở Sài Gòn không? Không có. Dạ, vậy tụi em cảm ơn anh. Theo anh thì động lực gì mà để cho cô bác sĩ trẻ đó lại xây trạm y tế cho xã suối sâu mình? Tôi không biết. Vậy anh có biết tổng chi phí để hoàn thành dự án đó là bao nhiêu không? Có nghe nói là gần 3 tỷ. Cả tiền mua máy móc khám chữa bệnh luôn á. 3 tỷ? 3 tỷ là tiền riêng của cô ta. Xã hay huyện có góp phần gì vô không hả anh? Không có. Trên tỉnh có hứa là xây đường từ trên buôn ra đây thôi. Vậy anh có thể cho biết là cô Đỗ Quyên làm việc ở tổ chức nào không? Tôi không biết. Vậy thì ai biết? Tôi cũng không biết nữa. Ký xong cái thủ tục này á, là căn nhà của ông bà Lê Đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của 2 người. Dạ, dạ. À chị ơi, với các loại giấy tờ này á, ngày mai tụi em đem ra ngân hàng thế chấp vay tiền được không chị? Đương nhiên là được. Bà làm gì cần tiền cấp dữ vậy? Tính tổ chức đám cưới bên Mỹ hả? Dạ, chắc là vậy. Anh à, dạ, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mình đi anh. Đi mẹ. Xong rồi con. Chú cứ bình tĩnh đi.
Còn cắm hoa chưa? Dạ, con cắm hoa rồi. Thôi, bây giờ chú cứ nằm đây nghỉ ngơi, để con thay cho chú bộ quần áo mới nha. Khi nào Đỗ Nguyên về đến đây? Chắc trưa chị ấy mới về chú ạ. Nấu cơm, con nấu cơm ngon cho Đỗ Nguyên ăn nghe con. Dạ, con nói gì tám rồi chú ạ. Hôm qua cũng vậy, chú bớt đau, chú ngủ được nhiều. Con báo cho Kiều Giang, Trúc Đào, bài lên đây chưa con? Anh Thành đi báo rồi chú à. À, chừng nào Đỗ Nguyên tới đây á thì anh sẽ báo cho Trúc Đào và chị Kiều Giang lên đây đoàn tụ. Kiều Giang, Trúc Đào, Đỗ Nguyên, đứa nào cũng dễ thương, đứa nào cũng đẹp, giống mẹ nó. Ngọc Trần, cả một đời tôi không làm được gì vì cái tánh nhút nhát yêu đuối của mình. Thank you.